Ngọc Đăng Thanh kính chào quý khán giả của đài truyền hình SPTN đến với bình luận đầu tuần do nhà văn Phan Nhật Nam biên soạn. Kính thưa quý vị, hôm nay những ngày cuối tháng 4, hẳn số đông người Việt hải ngoại tị nạn Cộng sản thế nào cũng vương vấn câu tự hỏi. Tại sao? Vì đâu mà trận chiến chỗ đã chấm dứt mấy mươi năm qua vẫn tồn tại nơi tâm thức trí nhớ? Bình luận đầu tuần ngày hôm nay thêm một lần sống lại đủ từng ngày, giờ khốc liệt của tháng 4 44 năm về trước, những ngày cuối tháng 4 năm 1975. Thưa quý vị, vào thời điểm cuối tháng 4 1975, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu quyết không để thân phận mình kết thúc thảm khốc như tình cảnh của cố Tổng thống Ngô Đình Diệm năm 1963. Tình cảnh mà người bạn Mỹ đã gây nên bên nước láng giềng Campuchia đã khiến cho vị chính khách Sirik Matat đã phải phẫn út kêu lên lời tán thán như bình luận đầu tuần đã trình bày trong kỳ phát hình trước. Thế nên, ông Thiệu lật tẩy ván bài bằng tuyên cáo thẳng thừng. Người Mỹ đòi hỏi người Việt làm một việc bất khả thể. Ông tố cáo, các ông để mặc chiến sĩ chúng tôi chết với mưa đạn pháo, đó là một hành động bất nhân của một đồng minh bất nhân. Quả thật vậy, đạn pháo hỏa tiễn của các binh đoàn quân Cộng sản Bắc Việt đang dội xuống như mưa bão ở Long Khánh, cửa ngõ phía Đông Bắc, dẫn vào Sài Gòn, bản doanh sư đoàn 18 bộ binh do thiếu tướng Lê Minh Đảo giữ quyền tư lệnh. Thưa quý vị, từ đầu chiến dịch năm 1975, Bộ Tổng quân ủy miền Bắc đã cử Lê Đức Thọ vào Nam với lệnh phải đoạt thắng lợi mới được trở về. Thọ vào Lộc Ninh chỉ đạo mặt trận Long Khánh do tướng Hoàng Cầm chỉ huy. Tướng Cầm có dưới tay ba sư đoàn chưa kể lực lượng địa phương thuộc quân khu 7, tức miền Đông Nam Bộ của Việt Nam Cộng hòa như thế, tương quan lực lượng là 4 đánh 1. Nhưng cũng không hẳn thế, sau này khi Hoàng Cầm bị thất bại trong giai đoạn đầu đánh chiếm Long Khánh, tướng Trần Văn Trà thay thế cho Hoàng Cầm. Tướng Trà, vốn chỉ huy chiến trường miền Đông từ chiến tranh 1946 đến 1954, nay được tăng cường thêm sư đoàn 325, đơn vị tổng trợ bị quân đội miền Bắc, lực lượng nỗ lực chính đánh chiếm Nha Trang, Phan Rang vào đầu tháng 4 và trung đoàn 95B biệt lập từ vùng châu thổ sông Cửu Long kéo lên tăng cường, nâng tỷ số tác chiến lúc ban đầu lên thành 5 đánh 1. Thưa quý vị, 5 giờ 40 sáng ngày 9 tháng 4, giờ H của ngày N. Chiến dịch đánh chiếm Xuân Lộc bắt đầu với một trận mưa 2.000 quả đạn pháo nặng từ nhiều vị trí cùng đổ xuống trung tâm thị xã Xuân Lộc. Trận pháo kích lặp lại cảnh tàn sát của một ngày tháng 3 năm 1972 ở An Lộc, Bình Long. Lính Cộng sản tin rằng, sau đợt pháo hung hãn và đội hình ảo ạc, bề thế của những chiếc T-54 thế nào cũng sẽ tràn ngập mục tiêu dễ dàng như đã xảy ra ở những mặt trận không cần giao tranh nơi vùng 1 và 2 của tháng 3 vừa qua. Nhưng quân dân Xuân Lộc, Long Khánh đã kiên cường giữ vững vị trí chiến đấu 5 giờ 30 sáng ngày 11 đợt tấn công thứ hai khởi sự. Kết quả cũng tương tự như là trận ngày 9. Quân Cộng Hòa đánh bật các mũi tiến công của phía Cộng sản. Có khác chăng là thêm một số chiến xa bị bắn hạ trên tuyến phòng ngự và một số tù binh bị bắt. Cho dù thắng lợi nhưng sư đoàn 18 vẫn bị vây tại Xuân Lộc, nên tướng Nguyễn Văn Toàn tư lệnh quân đoàn 3 điều động lữ đoàn 1 nhảy dù, gồm có 4 tiểu đoàn, là đơn vị tổng trừ bị cuối cùng vào trận địa. Do sự xuất trận của nhảy dù, phía Cộng sản chuyển hướng tấn công bằng cách đi vòng Xuân Lộc để thực sự tiến thẳng vào Sài Gòn. Tướng Lê Minh Đảo, Bộ Tổng tham mưu Dinh Độc Lập không thể nào biết được sự thay đổi quan trọng về kế hoạch của Trung ương Cục miền Nam do chỉ đạo từ Hà Nội. Hai trái bom CBU-55 Daisy nặng 15.000 cân anh rơi xuống từ lòng của chiếc C-130 phá toan một vùng rộng lớn trong phòng tuyến của quân Cộng sản dọc quốc lộ 20, tăng thêm sự quyết tâm giữ vững Long Khánh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng cũng chính là màn khói giúp bộ đội Cộng sản thay đổi chiến thuật để đi vòng Long Khánh, đánh thẳng vào Sài Gòn. Thưa quý vị, Tòa đại sứ Mỹ phấn khởi trước chiến thắng Long Khánh cố nại quốc hội Mỹ, chuẩn chi 722 triệu quân viện khẩn cấp cho Việt Nam nhưng trong phiên họp vào ngày 17 tháng 4, Ủy ban quân sự Thượng viện bác bỏ thẳng thừng qua câu nói tàn nhẫn của hai thượng nghị sĩ Jacob Chavis và Edmund Moscow. Một xu cho ngân sách quân sự cho thiệu cũng không có. Ngày 20 tháng 4, tướng Lê Minh Đảo nhận lệnh bỏ Long Khánh, lui binh về Bà Rịa theo tỉnh Lộ 2. Sáng 30 tháng 4, khi Dương Văn Minh ra lệnh đầu hàng, thiếu tướng Lê Minh Đảo dừng quân trên xa lộ Biên Hòa, nhìn về hướng trường bộ binh Thủ Đức, Long Thành, Bà Rịa, và xa kia là Xuân Lộc, Long Khánh. Gần hơn là trung liệt đài của nghĩa trang quân đội Long Bình. Thiếu tướng Lê Minh Đảo ở tù Cộng sản mãi đến 1992 mới được thả ra trong đợt cuối cùng. Ngọc Đăng Thanh xin kính chào quý khán giả.